Sáng 13 tháng 7, phiên xét xử hai cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cùng 12 bị cáo khác trong vụ nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh tiếp tục phần thẩm vấn. Đáng chú ý, tại phiên xét xử, Phan Thanh Hữu thừa nhận hai lần gặp cựu đại tá Nguyễn Thế Anh là cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tại khách sạn ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc gặp, Hữu nhờ bị cáo Thế Anh giúp đỡ việc buôn lậu xăng dầu sang Campuchia. Lần gặp đầu tiên, Phan Thanh Hữu khai đã đưa cho Nguyễn Thế Anh 100 triệu đồng, sau đó đưa tiếp 30.000 đô la Mỹ mỗi tháng để giúp đỡ việc đưa hàng lậu qua biên giới. Theo đó, từ tháng 10 2019 đến tháng 2 2020, Phan Thanh Hữu đã đưa cho Nguyễn Thế Anh tổng số tiền 150.000 đô la Mỹ và 500 triệu đồng. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, bị cáo Nguyễn Thế Anh trên các cương vị Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đều có chức năng nhiệm vụ đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng. Nhưng vì tư lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi được Phan Thanh Hữu nhờ giúp đỡ để bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu.